Đó thử với các bạn đã làm hết chưa? Thì uh, quá trình các bạn làm ấy có gì khó thì cũng bảo thầy. Đó và sau khi làm xong thì submit cho thầy Cường, thầy Cường sẽ chấm bài cho các bạn và cũng lại tương tự. Đó, cái gì khó chúng ta sẽ cùng chữa. Đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi học um, vào giờ lý thuyết. Nào hôm trước chúng ta đã nghiên cứu về động từ khuyết thiếu. Đó, chúng ta đã nghiên cứu thầy nhớ là chúng ta đã nghiên cứu hết hai trang đúng không? Hết cái uh đâu nhỉ nào một bạn có thể biết là hôm trước chúng ta học đến đâu rồi nào nào ra bảo là hôm trước chúng ta tìm hiểu đến mục nào rồi con là đến tầm cuối trang mới thầy cuối trang một đấy hả à? cuối trang hai cuối trang hai à rồi anh thầy sẽ nói qua một lần nữa và các bạn sẽ thấy là ngữ pháp đôi lúc sẽ hơi khó nhưng mà quá trình mình học rồi mình làm bài tập thì mình sẽ cảm thấy nó ngộ ra. Đây, thầy bắt đầu chiếu slide lên rồi nhá. Chúng ta bắt đầu xem nào. Đây thầy giáo sẽ đăng nhập một cái link nữa ở trên cái máy điện thoại thầy để xem. Đó, các bạn sẽ thấy là có một là thành viên đã vừa do Team Nào. Biết là các bạn hôm trước đã học xong trang 1 rồi hôm nay chúng ta sẽ sẽ nói lại một chút này. Đó, thì các bạn biết là model verb thì sẽ có những thằng này. Đấy. Đấy. và semi modal verb có nghĩa là những động từ bán khuyết thiếu à, bán khuyết thiếu thì nó không không trọn vẹn như này mà nó sẽ à, nó sẽ gì ạ nó sẽ cộng với to verb cộng với verb be bản thân nó đã có là chữ to rồi, rồi đúng không ạ need to have to ought to à, chưa nhìn thấy màn hình thầy à thầy chưa chia sẻ thấy chưa ở đấy may quá may mà ông bảo tôi không à là là đấy giống như thầy từng có lần là gì ạ ở trên trường á thầy đi vào nhầm lớp đấy. à, không phải nhầm lớp mà là thầy lấy nhầm danh sách điểm danh ở một, một lớp khác đấy. thầy điểm danh đến tận 6 bạn rồi không có ai cả mình bảo sao lớp này vắng nhiều thế tiếp tục đến bạn thứ 10 sau mới phát hiện ra là gì à nhầm danh sách lớp đấy. nhưng mà sinh viên nó lại cũng rất là các anh chị là sinh viên ấy tức là hơn bạn khoảng 10 tuổi gì đấy à, hơn bạn khoảng độ 7-8 tuổi đấy cũng rất là À, cũng cũng đều đúng không ạ biết thầy nhầm rồi nhưng mà cứ để đấy, đấy lớp chúng ta rất là ngoan thấy thầy chia, chia sẻ màn hình cũng bảo với thầy thấy tốt nào các bạn đã nhìn thấy màn hình ở thầy giáo đúng không ạ thì thầy lại nhắc lại chút model, verb thì như này đấy, cấu trúc thì chỉ có một phong duy nhất đó là model thì sẽ cộng với vấp nguyên thể hoặc là cộng be vấp in hoặc cộng half cộng với phân từ 2. Đó. Tiếp theo chúng ta có semi model thì thay đổi theo từng chủ ngữ và thì sử dụng. Tức là cái này sẽ có thể chia, ví dụ have và nít. Thật ra thì cái này trong từng trường hợp cụ thể thầy sẽ phân tích sâu hơn cho các bạn. Đấy. Thứ nhất là khả vai uh, chức năng của model verb thì có ability, tức là nói về khả năng, khả năng có khả năng nói chung, khả năng trong hiện tại. Ví dụ như là can you speak Chinese? Đấy. là nói chung, bạn có thể nói tiếng chung không? hay là are you able to speak Chinese tức là trong hiện tại nó rất là cụ thể ví dụ có những bạn là à, bình thường á đấy, thì là nói tiếng Anh chung vanh vách nhưng hôm nay bạn lại bị à, đau cổ bạn bị viêm họng bạn bị à, nhiệt miệng bạn không nói tiếng trung thì chúng ta thấy sự khác biệt đó là be able to thì nó mang tính chất a uh, uh, able to này mà chia trong thì hiện tại này thì nó sẽ mang tính chất thời điểm hơn nó cụ thể hơn còn can này là nói chung. Đấy. Ví dụ như bạn này bây giờ bạn không nói tiếng chung nhưng mà thầy biết là gì ạ? Bạn này biết nói tiếng chung từ trước đến giờ. Hay ví dụ mình mở gì ạ? Can you swim? Đấy. Can you swim? Đấy. Thì bình thường là gì ạ? Mình biết bạn này là bạn bơi được. Đấy. Mình bảo là yes, I can swim. Đấy. But I not able to swim now. À, tức là bình thường là tôi bơi được nhưng mà hôm nay là gì tôi không tiện bơi tôi không bơi được à, thì ok bạn thì hiểu cách sử dụng như thế quyết định vừa thực hiện cho tương lai ví dụ như là à, gì ạ? we can meet at the cafeteria tomorrow if you like có nghĩa là chúng ta có thể gặp nhau vào ở căng tin vào ngày mai nếu bạn thích đó thì rõ ràng là bây giờ chưa gặp ngày mai mới gặp đấy nhưng mà chúng ta có thể dùng can để nói về một quyết định và thực hiện trong tương lai. ví dụ như ông ra bảo ông rủ một, một bạn gái đi chơi chẳng hạn thế. Đấy, ông thốt lên là, "Oh, we can go to the cinema tomorrow if you like." Đấy. Khả năng trong quá khứ thì dùng could hoặc was be able to. Đấy. Thì bạn nhớ nhá, khả quá khứ thì dùng could hoặc was be able to. Ví dụ, "I could drive when I was 13 years old." Đó. tiếp tục khả năng trong hiện tại này khả năng trong tương lai này Đấy, giả thuyết chung trong tương lai à vậy chúng ta thấy là cút cũng có thể dùng trong khả năng trong hiện tại và cũng có thể là gì ạ dùng để giả thiết trong tương lai Đấy, thì các bạn sẽ hiểu rằng là có những cái nó có hai chức năng nhiều hơn một chức năng cho nên chúng ta sẽ phải phân biệt nào giống như là gì ạ giống như chúng ta thấy là trong tiếng việt có rất nhiều tên đúng không ạ mà vừa có thể dùng được cho nam vừa có thể dùng được cho nữ Đó. thì tương tự như thế chúng ta sẽ thấy rằng làm có những cái từ modal verb đúng không ạ? Có những động từ khuyết thiếu à nó lại có thể làm hai chức năng. Khả năng hình thành từ giả thuyết trong quá khứ. Đấy ví dụ. Tức là cái này thì nói thì nghe hơi phức tạp nhưng bạn sẽ hiểu rằng nó sẽ là kiểu mình nói về việc là mình mình kiểu giả định giả sử trong quá khứ. Đấy mình lẽ ra đấy. Ví dụ we could have gone up to the Eiffel Tower while we were at Paris, but we decided to go to the Louvre instead. Cái này hôm trước thầy nhớ là thầy đã nói về việc bảo tàng các thứ ở Paris. Thì bạn sẽ hiểu rằng là có những cái là mình nói kiểu mình mình giả định ngược lại trong quá khứ. Đáng ra mình có thể thế này thế kia, đúng không ạ? Đáng ra mình đã được cái này cái kia, đúng không ạ? Ví dụ đáng ra mình học chăm hơn thì mình đã đậu bài kiểm tra các thứ. Thì chúng ta gọi đó là khả năng hình thành từ giả thiết trong quá khứ. Tiếp tục chúng ta lại có cách sử dụng là permission, yêu cầu cho phép trong hiện tại và tương lai. Thì hôm trước thầy đã nhớ thầy đã nói với các bạn là làm thứ tự lịch sự ấy thì mây là cao nhất này. Đó. Sau đó sẽ đến could này và sau đó đến can này. Thì, thì thì cái lịch sự nhất là mây. Đó. Yêu cầu cho phép trong quá khứ. Chúng ta có I could wear a knee support during the match. Đấy. Nhưng cứ ra có thể sử dụng could trong câu tường thuật. Đấy. The coach said that I could wear a knee support during the match. Đấy. Thì chúng ta lưu ý nhé, yêu cầu cho phép trong quá khứ thì chúng ta không sử dụng model. Cái này thì đã đi vào bài thì thầy giáo sẽ phân tích cụ thể hơn với bạn. Đó. Nào tiếp tục này Chúng ta có cách sử dụng nữa Của động từ khuyết thiếu Đó là Đó là gì nhỉ Đúng rồi Đó là để đưa ra lời khuyên Đó. Lời khuyên thì có Lời khuyên trong hiện tại Và lời khuyên trong tương lai Ví dụ You shouldn't talk people like that It's rude Nào một bạn cho thể biết rude Có nghĩa là gì nào Thô lỗ Ừ, rất tốt. Nó trái nghĩa về từ gì? Uh, polite lịch sự. Ừ, rất tốt. Đấy, chính xác. Root là thô lỗ thì sẽ trái nghĩa với polite là lịch sự. Rồi, thầy cảm ơn bạn. Nào, thầy sẽ dừng lại khoảng 15 giây cho các bạn ngấm cái này một tí nào tiếp tục rồi thầy tin là các bạn đã ngắm xong rồi và được thêm một chút để thể chỉnh lại máy. Được. tiếp tục này chúng ta lại tìm hiểu tiếp này thứ hai là bên cạnh gì ạ bên cạnh à, bên cạnh à, lời khuyên thì chúng ta có lời criticism là nghĩa là gì hả các bạn bảo biết criticism là gì hông đúng rồi không phải hình như mà nó chính là như vậy criticism có nghĩa là chỉ trích à, phê bình nào thầy mời bạn dịch cho thầy cái ví dụ ở trên bảng nào ờ, bạn, bạn phải nào? bạn phải làm hai cái bài luận văn này trong cái bài kiểm tra ngày hôm qua chứ không phải một ừ, là phê bình đấy sao mày lại quên đúng không mày không làm rồi thì cảm ơn bạn Nào bây giờ thầy mời uh, thầy mời bạn phân biệt cho thầy nhé. Đó là khi mà mình dùng should have written ấy thì mình nên dịch như thế nào để hợp lý hơn? Ra bảo nào. đã phải đáng ra phải lẽ ra phải lẽ ra phải làm gì mà đã không làm đấy dịch là đã lẽ ra phải làm gì mà đã không làm ought to have cũng vậy Đó, các bạn nốt lại cho thầy Được chưa? Thầy thấy nhiều bạn đang nốt đấy. Nhớ nhé, khi được nốt thì nốt nhé. Còn khi mà thầy giáo giảng thì phải tập trung nghe ra à, giờ là làm việc đấy. nào tiếp tục chúng ta lại có là obligation và necessary có nghĩa là nghĩa vụ và sự bắt buộc thì các bạn sẽ thấy gì ạ nghĩa vụ là gì must này có nghĩa là phải đó have to cũng vậy. Đấy và need chưa cũng vậy. Tức là nói về sử dụng khi trách nhiệm đó mà tự mình. Đấy, ví dụ như là à, ví dụ như là không biết các bạn thời các bạn đi học thì có cần về lau bảng không hay là trực nhật không đúng không ạ? Nhưng mà chẳng hạn những cái bạn trực nhật là bạn ấy phải làm gì làm kia thì dùng dùng, dùng từ must này hoặc have to hoặc need chưa này. Đấy, chẳng hạn như là ở dưới have to clean the boat, tomorrow because you are on shift, à trong ca trực. Tiếp tục chúng ta có đây này, các bạn nhìn ví dụ này. I must remember to get home to get some bread on the way home tonight. Tương tự, nghĩa là tôi phải, vì cả nhà chỉ còn mỗi tôi, à, bố mẹ à, gì ạ, bố mẹ già rồi không đi mua được thì tôi phải đi mua à, kiểu thế. And Henry has to see the headmaster during the next break. He needs to see the headmaster during the next break. À đây thì chúng ta thấy rằng là với trường hợp như ở hai như trường hợp thầy bôi đỏ á, thì chúng ta sẽ không dùng must. Đấy, bởi vì must thì nó mang tính chất ép buộc. Đấy còn need hoặc has to ấy, thì nó thấp hơn, Đấy, mức độ uh, mức độ uh, bắt buộc nó thấp hơn. Đấy mà trường hợp này chúng ta dịch là gì Phải gặp Đấy, tức là kiểu như không phải gì ép buộc kinh khủng lắm. Đấy, trên các bạn sẽ thấy là gì ạ? Cái kinh khủng nhất vẫn là mất này này. Đấy. Và sau đó là giảm dần. Rồi Headmaster... bạn hỏi. Bạn nói đi. Headmaster là gì ạ? Headmaster là hiệu trưởng. Phải gặp hiệu trưởng. Đấy. Nhưng mà mặt khác ấy, ờ chúng ta sẽ thấy là gì ạ? must là nó hay gắn với trách nhiệm của chính mình. Ví dụ như là tôi phải thì sẽ dùng must. Đấy. Còn nếu mà nói về ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, à, ví dụ như là nói về người khác à, thì chúng ta sẽ không hay dùng must à, mà chúng ta sẽ dùng has to và needs to. Trường hợp hạn hữu lắm thì mới dùng must. À, bạn hiểu tại sao đây bôi đỏ chưa? Tiếp này không cần phải thực hiện nghĩa vụ sự bắt buộc nào Đấy. thì các bạn chú ý ạ ví dụ như bảo là tôi phải thì nếu mà tôi không phải thì không dùng mustn't vì mustn't mang nghĩa cấm đoán ví dụ như chúng ta thấy là mustn't tree passing có ai biết mustn't tree passing nghĩa gì không passing cái máy thầy đang trục chặt một chút nên nó vẽ hơi xấu một chút Ý, passing ở đâu vậy? tree Tuy... đây thầy đang viết ra cho bạn máy anh đang cái cái bút nó đang bị trục chặt điền thế À, các bạn là đợi thầy một xíu nhé nó đang chụp chặt kỹ thuật một tí em thấy rồi nhưng em không biết nhé em nhìn thấy màn hình thầy không em nhìn thấy từ đấy rồi nhưng mà em không biết nhé thì đang không hiểu tại sao nó lại bị lỗi như này nhỉ tripass passing các bạn nếu mà bao giờ đi đến những cái chỗ mà restricted ấy. passing là mấy cái là không được qua, đi qua không? Đúng rồi, không được đi qua. Đấy, cấm đi qua, cấm đột nhập hay là cấm 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 vừa gọi là cấm xâm phạm. Đấy. Thì hãy xuất hiện ở những cái khu vực uh, 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 khu vực có biển cấm ấy, kiểu những khu vực kiểu an ninh thắt chặt ấy. Mà bạn không được bước vào đây. Cái từ này là thầy nói từ mấy tháng trước rồi đấy Thì như những buổi trước thầy nói đấy, đúng không? Vâng, khoảng mấy tháng trước ấy Ờ, mấy tháng trước bạn rất là giỏi, bạn nhớ thầy nói rồi Nhưng mà cái động từ khuyết thiếu này thì chưa học có đúng không? Là động từ khuyết thiếu nào ấy à? Không, tức là các cái động từ khuyết thiếu hôm nay trong cái tờ này thì chưa học có đúng không? Không, vâng, không, vâng. Ừ. Nhưng mà bạn vẫn nhớ được cái từ đấy thầy nói đúng rồi rất là nhiều bạn đã học lớp đấy nhưng mà lại không ai cũng không phải ai cũng nhớ được như bạn đấy, Mình thấy rất là tuyên dương bạn, đấy. đúng rồi bạn là huy nói đúng rồi đấy các bạn ạ, tri passing có nghĩa là là cấm là bây giờ các bạn nào nhìn được màn hình thầy giáo chưa ạ? Vẫn không vẫn không nhìn Vẫn thế đúng không? Nhưng bây giờ nó lại tự nhiên chấm tinh Ok. Nào chúng ta tiếp tục nhé. rồi các bạn thấy rồi thầy vừa có một chút trục trặc kỹ thuật nhưng mà thôi thầy sẽ khắc phục sau nào chúng ta lại có đây đấy như khi nãy chúng ta vừa phân tích là mất dần mang nghĩa cấm đoán ví dụ như là you and tree passing đấy thì viết lại từ này lên cho các bạn nhìn cho rõ này đấy chữ hơi xấu chứ các bạn thông cảm bởi vì là cái bút của thầy đang bị trục trặc nhưng mất dần tree passing đấy đây chị e vậy nên là không phải là cứ dần thì sẽ là 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 phủ định của nó đúng không ạ bởi vì mất là phải nhưng mất dần thì không có nghĩa là không phải mà mất dần có nghĩa là mang nghĩa cầm đoán đấy mà nếu chúng ta muốn dùng là gì ạ không phải không bắt buộc phải làm thì bạn sẽ dùng needn đấy rồi bạn sẽ dùng don't have to rồi bạn dùng don't need to. Đó. Ví dụ people with solar powered car needn't uh, worry about the price of petrol. À, những người mà dùng xe năng lượng mặt trời thì không phải lo lắng về giá xăng dầu. À. Tiếp theo chúng ta có nghĩa vụ và trách nhiệm trong quá khứ nghĩa là had to, needed to. Ví dụ we had to light lots of candles during the power cut two days ago là tôi chúng tôi đã phải Đấy, thắp những cái ngọn nến trong cái đợt cắt điện vừa rồi. Đấy, hoặc là needed chưa? Đấy. Không cần thực hiện nghĩa vụ trong quá khứ, ví dụ need have verb p2. tức là phân uh, verb participle hay gọi là vớt, vớt cột verb cột 3, Đấy, có thể viết là số 3 đây ở cột 3 hoặc là thêm id. ví dụ We didn't have joined this party yesterday. À, nghĩa là gì ạ việc tham gia là không cần thiết đấy Đấy à, nghĩa thứ hai này à, cách sử dụng thứ hai didn't have to or didn't need to cộng động tự nguyên thể nghĩa là à, we didn't have to do washing or we didn't need to do washing after picnic as we use disposable plates nào ra bảo dịch cho thầy câu này chúng tôi đã không cần rửa xe rửa xe á dọn 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 sao Thì... bạn nhìn nó ra chữ rửa xe vui vậy ừ. rồi à, không phải dọn sau khi picnic bởi vì chúng tôi dùng đĩa mà tự phân hủy xem không? Ừ, gần đúng disposable này kiểu như là như kiểu đĩa tiện lợi ấy, dùng một lần xong vất ấy Để kiểu rồi thì bạn sẽ thấy thầy sẽ phân tích cho bạn hai cái nhá các bạn sẽ nhớ nhé cái này rất quan trọng nhé vì nó thể xuất hiện trong các bài kiểm tra và sẽ đoán định nghĩa khi mà chúng ta dùng didn't have to hoặc didn't need to thì có nghĩa là chúng tôi không phải làm và không buộc phải làm. Đấy, trong quá khứ chúng tôi đã không phải làm và không buộc phải làm. Ở đây câu này bạn sẽ hiểu rằng là chúng tôi đã không phải rửa giấy, đúng không ạ? Nhưng mà không biết là bạn ấy có rửa không. Đấy. Nếu mà bạn ấy rửa mình không biết được. Có những bạn rất là hâm đúng không ạ? À, có những bạn thì lại là à, mặc dù là đĩa một lần đấy nhưng mà vẫn cứ thích rửa. Đấy. Nhưng mà thực tế không phải rửa. Đấy. vậy chúng ta hiểu rằng didn't have to hoặc didn't need to nghĩa là không buộc phải làm Đấy. nhưng mà không biết là họ có làm hay không Đấy. còn didn't have verb v 2 này Đấy. là không phải làm nhưng đã làm Đấy. ví dụ đáng ra chúng tôi không cần phải tham dự cái bữa tiệc này đâu Đấy. nhưng mà chúng tôi đã tham gia đồng thời đã dự đó, mặc dù không cần thiết. Thế khi đó chúng ta dùng didn't cộng với have với P2. Đó. Còn bây giờ chúng ta là chỉ đơn giản nói là không cần, không buộc, không cần phải làm thế. Mà không biết là đã làm thế hay chưa. Thì dùng didn't cộng với have chưa cộng với didn't, hoặc didn't need chưa. Thầy nói đấy các bạn hiểu không? Hiểu hiểu không? Hà hiểu không? Huy hiểu không? Chấm, khang, bảo đó nó cũng đơn giản thôi. Đấy. Chẳng hạn như là gì ạ? Chẳng hạn như là là là, là hôm nay nhả? giả sử như là hôm nay thầy giáo dạy offline ở trung tâm, nhưng mà khi các bạn đến nơi thì các bạn thấy rằng là, oh, thầy hoàng không đến thầy hoàng cho nghỉ mà mình không biết, thì về về mẹ hỏi là, oh you don't, are you, oh, aren't you, uh, why don't you uh, go to study? Why don't you uh, go to the center? Đấy. Thì con xem bảo là, oh we didn't have to we didn't have gone to the class today thì sẽ hiểu rằng là gì ạ à? à con không cần phải đến lớp hôm nay nhưng mà con đã đến rồi và con về con không có gì cả đó Đấy. còn ví dụ như là ông già bảo ông ấy ngồi ở nhà đúng không ông ấy xem tin nhắn ông ấy thấy thầy hoàng cho nghỉ đấy thế là ông hòa ông ấy bảo là oh i didn't i didn't have to go to hoàng's class mr Hoàng's class đó nghĩa là didn't have to didn't need to là không biết đã làm hay chưa à, nhưng đại thể là không cần phải làm điều đó à, còn need and have verb P2 thì là đã làm nhưng không cần thiết tiếp tục chúng ta có nghĩa vụ và sự bắt buộc trong tương lai thì có will have to or need to cái này thì rất là dễ hiểu rồi đúng không bởi vì là uh, have to need to nghĩa là bắt buộc thì will have to will need to có nghĩa là sẽ phải bắt buộc you will have to be more careful about what you eat in future đó ví dụ hôm nay thầy thấy châm đau bụng đó, và châm phát hiện ra là do ăn đồ ngộ độc bị ngộ độc thế là thầy bảo là gì không? you will have to be more careful about what you eat in the future Nào. rồi chúng ta có mức độ chắc chắn mức độ của sự chắc chắn Nào thầy nói đến đấy, các bạn là có gì thắc mắc thầy không? Hiểu hết cả chưa? Hiểu hết cả chưa các cháu? Rồi nhá cho 10 giây để suy nghĩ nhá. Rồi, không có ai thắc mắc và đã ngấm được rồi đúng không? Đôi lúc chúng ta phải có một cái sự dừng nghỉ cho các bạn một tí, không là cứ cứ quá nhiều, đúng không ạ? Giống như các bạn uống nước ấy, nếu mà uống quá nhiều nước một lúc, thì đôi lúc là chúng ta sẽ bị nghẹn, thậm chí bị ứa ra. Nhưng những cái bài khó thầy sẽ đi chậm một chút cho các bạn, giảng kỹ một chút cho các bạn là vì thế. đấy không phải là thầy nghĩ các bạn không thông minh, đúng không ạ? Nhiều khi có những người rất là thông minh nhưng mà nhập nhiều kiến thức một lúc và cũng căng đấy. Bây giờ thì xóa bảng để viết cho các bạn. Nào, chúng ta có mức độ chắc chắn này. Đấy, degree of certainty. Đấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Certainty là cao nhất. Đấy, sau đó đến probability và possibility. Đấy, possibility, possibility là khả năng. Đấy. Tức là nó thấp nhất. Tức là nó chỉ giả thuyết thôi. Đấy còn probability là có khả năng cao hơn, Đấy, còn certainty là chắc chắn. À, thầy lấy ví dụ như là, à bây giờ thầy nói rằng gì ạ? Chả, bây giờ thầy chấm bài các bạn. Đấy, thì thầy bảo là trong lớp chúng ta có một con mười. À, lúc bấy giờ là gì ạ? À thì mình sẽ hiểu, mình sẽ bảo, à, mình sẽ có thể nói là there is. Thầy đang hướng dẫn các bạn dùng từ mà a possibility that à, ví dụ là vì là thầy không nói rõ là ai được điểm 10 cho nên thầy sẽ thì các bạn sẽ hiểu rằng là gì ạ tất cả chúng ta ai cũng có thể được là người có con 10 đó Đấy, bởi vì thầy chưa nói cụ thể thì bảo là có một con điểm 10 trong lớp đó thì thầy sẽ bảo là the possibility that bảo about... has a 10 Đấy hoặc có thể là khang. Đấy, hoặc có thể là Trâm. Đấy, hoặc có thể là Hà, có thể là à... Huy. Đấy. Hoặc có thể là Hiếu. Túm lại là có ai trong lớp thì cũng đều có thể là người được điểm 10. Đấy. Nhưng bây giờ thầy bảo là gì ạ? Người được điểm 10 đó là một chàng trai đó, thì lúc bây giờ là cái possibility cho cho hà này. Đấy, cho Trâm là là triệt đi đấy. và lúc bây giờ chúng ta thấy rằng là gì ạ chúng ta lại nâng cấp lên chúng mà là there is a probability that bảo này that khang này that hiếu that huy uh, has a ten còn khi mà thầy mà đi đến cái độ chắc chắn cao là certainty ạ thì cái đấy không còn tranh cãi nữa rồi đúng không ạ thì thầy bảo À, thầy nói luôn nhá. Bạn được điểm 10 có tên là bờ. À, thì lúc bây giờ là là bảo chắc chắn là gì ạ? À, là là chính là bảo thôi. Vì duy nhất ông bảo ông ấy là 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 tên là bờ. there is a certainty that bảo has a ten. À, thì ý thầy muốn nói rằng là cái mức độ tăng tiến của những cái cặp này certainty là cao nhất, probability là giảm thấp hơn và possibility là thấp nhất vì possibility là có khả năng gần như ai cũng có khả năng ví dụ bây giờ thầy bảo là, là 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 ví dụ bây giờ thầy mua một cái vé số vietlot đúng không ạ? vé số vietlot bây giờ chúng được mấy chục tỷ ấy. Thì là ah there is a possibility that I will won a vietlot. À. Nhưng mà chẳng hạn như khi là mình khoanh vùng chẳng hạn Như bây giờ là 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 cái giải vietlot bắt đầu quay số quay số và chỉ có những người có những cái cặp số này nhá đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà đằng sau thì chưa biết nhé, bởi vì nó đang quay mà. À thì khi mà thầy có ba con số này trùng thì thầy bảo ah the probability đấy, là có khả năng cao tao được đấy bởi vì bây giờ là mình đã biết được ít nhất ba số thì mức độ chắc chắn mình cao hơn đấy. hoặc thầy lấy ví dụ như sau cho các bạn dễ hiểu hơn này cái ví dụ này thầy nói chung nhá chứ không phải nói bạn ai nhá cái này là ví dụ này để cho dễ hiểu bản thân thầy này ví dụ À, thầy để một cái đĩa bánh rất là to ở trên bàn, đấy, nhà thầy có nhiều trẻ con đúng không ạ? toàn các cháu trẻ con bé bé, lúc bấy giờ thầy đi ra ngoài phát thầy vào phát, thì thầy thấy rằng gì ạ? à, cái bánh biến mất rồi, ăn hết sạch rồi. thầy hỏi là các cháu này ai cháu nó ăn, không cháu nào nhận cả, thì bắt đầu mình bảo là nhưng mà chỉ có chúng mày và cái 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 uh, only you and this cake in the room Đấy. À, thì chỉ có chúng mày với cái bánh này ở trong phòng thôi. À, không phải chúng mày thì là ai? À, thì bắt đầu vào, thì thầy bắt đầu nói là à, ah, There is a possibility that they eat my cake. Nhưng lúc bây giờ thầy bắt đầu xem xem là à, ah, có một thằng mồm nó đầy sô-cô-la, tay nó đầy sô-cô-la. À, ah, thì coi như thầy là thầy có thể là gì ạ? Probability là nó ăn bánh nha thầy. Nhưng thầy cũng chưa chắc chắn vội bởi vì là có thể là gì ạ? nó mang bánh ở trong túi quần và nó ăn và sô cô la đấy từ cái bánh đó à đấy thì lúc bấy giờ thầy phải gì ạ thầy phải làm cách nào đấy để đi được đến cái certainty đấy, bằng cách là thầy sẽ bảo là à không nhưng cái sô cô la này là sô cô la của bánh của tao vì sô cô la này sô cô la sáu mươi phần trăm còn sô cô la bánh trong quần nó lại chỉ có ba mươi phần trăm tức là các bạn sẽ hiểu rằng là sẽ có những cái yêu cầu các bạn phải phán đoán tức là à, dựa trên mức độ chắc chắn mà chọn từ động từ khuyết thiếu phù hợp. Đó thì cụ thể chúng ta sẽ xem. Ví dụ chắc chắn cao nhất đó là must. Dùng must. Đấy. Ví dụ bây giờ gì ạ? Must. Đấy, certainty này. Sự chắc chắn gần như chắc chắn về hiện tại này, xác suất rất cao, chắc chắn và không thể là. Đấy, ví dụ, it must be raining outside, dùng must dùng cho câu khẳng định ví dụ bây giờ bạn đang ở trong nhà bạn nghe mưa bạn nghe tiếng mưa rào 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 và bạn thò tay ra bạn thấy là có giọt mưa thật thì bạn bảo it must be raining outside đó hoặc bạn có thể nói là gì ạ trong phủ định ạ đó một lần nữa lại nhắc lại nhé must là dùng trong khả định nhé còn uh, các bạn biết rồi must mà mất dần thì nó lại không có nghĩa là như thế nữa Đấy. đó nhạc, như vậy it can be pused It can be the pills. They the wrong color. Đấy, ví dụ bây giờ là mình đi tìm thuốc. Đấy ạ, à, bây giờ thầy à, thầy bảo là nhờ Hiếu tìm cho thầy thuốc thì thầy Hiếu đưa thầy thuốc. Đấy, thầy bảo không. Đó, it couldn't be the pills, không thể được. Không phải là cái thuốc mà thầy cần tìm. Bởi vì nó khác màu. À thế là chắc chắn rồi bởi vì là 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 là, là, là chẳng hạn, giống màu thì mình đang còn phải phân vân là xem vị nó như thế nào thế nào. Nhưng mà nó đã khác màu là mình nhìn phát là mình clear ngay đó các bạn chú ý thầy đây con à con vẫn thấy là thầy ở ở, ở cái trang um, advice như này với cả uh, obligation uh, nexus city này oh, oh ok ok để thầy xem lại khiếp thế mà nãy giờ các cháu các cháu không không ai nói thầy cả nhờ Rồi thầy cảm ơn bạn. Thì nãy giờ thầy dù không chĩa vào đây nhưng các bạn còn nắm bắt được thầy giảng không? Có. Ờ. Có. Ờ. Ok. Hơi tiếc một chút là nãy thầy vẽ bánh biết các thứ đẹp lắm. Đó. Ừ. <laughs> Thế thầy xóa rồi có tin làm không? Ừ, bạn bảo sao? Thế thầy xóa rồi có xem lại được không? Này? Em nhớ có à, thầy xóa thì sẽ không xem lại trên file được và bạn sẽ xem được ở trên uh, trên 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 record nhưng mà record thì hình như đoạn khi nãy fail không xem được màn hình thì nó cũng sẽ không xem được thầy sẽ những cái thầy vẽ những cái mà mà không quan trọng thì thầy sẽ xóa đi còn những cái nào mà nốt những cái nào là gì ví dụ quan trọng thì thầy sẽ giữ lại cho các bạn nào tiếp tục này Vậy chúng ta có must là sự chắc chắn gần như chắc chắn và xác suất xảy ra rất cao, chắc chắn và không thể là không khác được. Đó. Và chúng ta có sự chắc chắn gần như chắc chắn về quá khứ này. Đấy, là must cộng với have cộng phân từ 2. Ví dụ I must have left my bag on the bus. Đấy. À thì cái này hiểu rằng là gì ạ? Ôi, hẳn là tôi đã quên túi ở trên xe buýt rồi. Khi mà bạn nói được như thế này, là bạn phải có mức độ chắc chắn rất cao. Đấy, ví dụ bây giờ, ra à, bảo, à, thôi thấy ra bảo ví dụ nhiều quá rồi, thì lấy uh, Minh Hà đi. Đúng không ạ? Ta hay có một cái rất hay quên, đó là cái ô. Đúng không ạ? Cầm ô đi nhiều khi hay quên ô. Đấy. Biết ô tiếng Anh viết như nào không? Vâng. Ờ, là... à, đúng rồi. Đó. Thì vẽ cái ô cũng đẹp phết đấy. Thì, ô oh là cái chúng ta rất hay quên. À, thì ví dụ như là gì ạ? Bạn Minh Hà, mẹ cho một cái umbrella, mẹ đem uh, cho đi. Đó, bạn đi trên xe buýt, bạn lại quên ở trên xe buýt. Hoặc là bạn đến lớp thầy Hoàng, bạn quên ở lớp thầy Hoàng. À, và về Hà hỏi, mẹ Hà hỏi, where's your umbrella? Thì bạn sẽ bảo là, oh, I must have left it. I must have left it à, at Mr. Hoàng class Đó. cái này thì viết tắt thì có nghĩa rằng là khi bạn nói như này là bạn phải chắc chắn 100% là gần như 100% là đã để quên 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 ô tại nhà tại trung tâm tại lớp của thầy Hoàng à, chứ không chật đi đâu được không 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 trượt đi đâu được à, khi bạn nói như thế là bạn phải chắc chắn như vậy hiểu không ạ Chỉ còn khi là bạn đang phân vân là Ôi mình quên trên xe buýt Hay mình quên trên xe taxi Hay mình quên là lớp ông Hoàng à, Thì thế thì mình chưa dùng I must have này được Đấy à, khi đấy thì đừng nói thế Chứ ông Hoàng không giữ cái ô nào đâu Rồi Hoặc ví dụ như gì ạ Và bạn lại bảo là gì ạ I bây giờ chúng lại có cặp can và couldn't have với P2. I can't have left it on the bus. Đó. lúc bây giờ mẹ bảo là có chắc là để quên nhà thầy Hoàng không hay là để quên trên xe buýt rồi? Thì bà Hà bà bảo không. I cannot have left it. I can't have left it on the bus. Đó bởi vì là khi à gì ạ khi tôi đến tôi thấy trâm tôi vui quá tôi ngồi cạnh trâm tôi nói chuyện tôi quên luôn thì, oh đó. Đó. thì để nói cái ví dụ thực tiễn như thế để các bạn thấy rằng cái cách sử dụng của các cái các cái động từ khuyết thiếu này trong quá khứ để nói về xác suất xảy ra và chắc chắn và không thể là nhưng nhớ nhé đây là trong quá khứ nhé vì bạn sẽ thấy là gì ạ có half cộng với phân từ hai đó khi làm ví dụ khi làm bài tập thì các bạn sẽ rõ hơn Đấy. hoặc ví dụ là gì ạ ví dụ trong sách này his leg can have been plastered for two years Đấy. rõ ràng là chân ở ông ấy không thể là gì ạ chống nặng à, được bọc lại được bó được cặp nặng lại trong hai năm đúng không ạ không thể Đấy. bởi vì là gì ạ tôi nhìn thấy rồi nó là một năm mà nó đã gỡ rồi cho nên nó không thể hai năm được đó đây là mức độ chắc chắn rất cao. Tiếp chúng ta có probability. Thì khả năng có thể xảy ra trong hiện tại và tương lai. À vậy ở trên kia là sự chắc chắn. Còn đây là khả năng thôi. Đấy. Gọi là nó ở giữa giữa. Không quá cao nhưng không quá thấp. Ví dụ ta thấy là gì ạ? When I broke. À, chúng ta thấy là gì ạ? Và nếu mà trường hợp này chúng ta dùng shoot hoặc ought to. Ở tương lai và hiện tại dùng should và ought to. Ví dụ. When I broke my arm yesterday, I guess it it should have hurt. Hoặc là it ought to hurt. Uh, it ought to have hurt or I should have hurt. Now. À, uh, thầy đính chính ở đây một tí này. Cái tài liệu này đang bị... Uh mấy bạn sẽ dạng nữa ấy cái này tí này ở đây thì à... ở đây về cơ bản thì ví dụ này cũng là ví dụ của câu đường dưới nhé đó còn à, ví dụ thầy sẽ lấy này ví dụ như là bạn chuyển cái ví dụ này xuống đường dưới nhé còn đây thầy sẽ lấy cho bạn ví dụ khác thầy viết thì ký hiệu là sao này thầy lấy ví dụ là trong lớp chúng ta có một bạn là có khả năng làm ảo thuật Đó. và các bạn biết rồi có những bạn là làm ảo thuật rất là siêu là chẳng hạn như có thể là lấy cái ngón lấy cái bàn tay này bóp nát một quả cam Đó. và không thấy đau tay đúng không ạ chúng ta bình thường bóp nát quả cam sẽ thấy đau đấy à, nhưng mà bạn ấy bóp nát quả cam mà mình không thấy đau bạn ấy không thấy đau Đấy, à, chẳng hạn bây giờ thầy thấy châm đấy mang đến quả cam đấy. À, và bóp nát trước lớp luôn cho thầy đấy. À, và ông 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 phú Khang ông thốt lên trời ơi mày làm như thế thì đau lắm à, you should feel hurt you should feel hurt when you do that. Tức là ông ông Phú Khang này thì ông ấy chỉ đoán thôi. Đúng không ạ? Bởi vì ông ấy không phải là châm nên ông không biết là châm có đau hay không. Nhưng mà ông ấy có mức độ chắc chắn khá là cao. Không cao nhất nhưng khá là cao. Bởi vì ông Phú Khang bình thường ông ấy mà bóp quả cam như thế. Đúng không ạ? Quả cam mà chưa cắt kia thì cả bóp như thế. Ông ấy đau lắm. Đấy. Thì ông ấy đưa ra phán đoán. oh, mày đáng ra phải thấy đau khi mà mày làm như thế chứ. Đúng không ạ? Khi đấy bà châm bà bảo không. Đây chuyện nhỏ tao ở tay làm bằng sắt tao bóp cái nát luôn. Đó. Vậy là chúng ta dùng động từ khuyết thiếu shoot này hoặc ought to này như thế này để diễn đạt một cái khả năng có thể xảy ra ở hiện tại. Đấy. Nghĩa là bạn Phú Khang ở hiện tại bạn ấy thấy rằng gì ạ? À khả năng cao là châm bóp như thế là châm đau tay. Đấy. Đấy và đúng có thể là châm đau thật nhưng mà vẫn cứ giả vờ là không đau Để không biết nhưng mà đây là bạn ấy đã đưa ra một cái khả năng một cái dự đoán về khả năng có thể xảy ra trong hiện tại nghĩa là mình bóp quả cam như thế thì rõ ràng mình sẽ cảm thấy đau thấy nói như vậy các bạn hiểu không ạ chắc là có chắc có. là có đấy hay là ví dụ như là gì ạ đây cũng thể cũng sử dụng luôn đúng không ạ you should understand When I teach this section, nghĩa là mày phải uh, các cháu phải hiểu, các cháu đáng ra đã có thể hiểu, lẽ ra nên hiểu, uh, nên hiểu nội dung này, bởi vì là ông ấy đã giảng rất là kỹ đó, cách mình sử dụng luôn. Tất nhiên là cũng có thể ông ấy, uh, bạn ấy chưa hiểu thật, đó, hoặc cũng có thể là bạn ấy hiểu đó, vì đây là mức độ chắc chắn không cao, đó, possibility, uh, probability. Thùy Trâm hiểu không? Có. Huy Hà Bảo Có. Có. Cái này phải đi hơi chi tiết cho các bạn một chút Đúng không ạ? Để cho các bạn không phải là chắc là hiểu mà các bạn phải gì ạ? Chắc chắn hiểu Rồi chúng ta lại có khả năng có thể xảy ra trong quá khứ cũng tương tự như thế này đúng không ạ nhưng mà nó lại cấu trúc là thêm have cộng phân từ hợp 2 tức là vớp cột 3. Đấy. The cargo should have delivered to us yesterday. I wonder, I wonder why it didn't. Kiện hàng nhẽ ra phải giao cho chúng ta hôm qua. Tôi thắc mắc vì sao chưa ra. Đấy. Nhẽ ra phải giao hôm qua rồi. Đấy. Thì đáng ra là đúng không ạ? chúng ta thấy ví dụ như là hai bạn hẹn nhau đúng không ạ nhẽ ra nó phải đến đúng giờ nhưng mà nó lại không đến đấy, thì dùng với cấu trúc này đó các bạn hiểu chưa ạ rồi nhá thầy thấy rất nhiều cái gật đầu rồi tiếp tục chúng ta tới sang cái mức độ chắc chắn thấp nhất đó là possibility khả năng có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai dùng could may và might Đây là những cái uh, mức độ chắc chắn thấp nhất Thầy lấy ví dụ như là à, thay vì bây giờ bạn châm bạn ấy không cầm một quả cam nếu ạ bóp quả cam có thể đau tay Đấy. nhưng bây giờ bạn châm bạn lại cầm một cuộn giấy ăn chẳng hạn như này đúng không ạ và bạn ấy bóp đúng không ạ thì lúc bây giờ bạn hiếu bạn thốt lên oh you để ông hiếu ông ấy thốt lên đúng không ạ ông hiếu thì đại thể là cứ cứ các bạn nữ mà xinh xinh là là cũng cũng thân thiện đúng không à, nhất là bạn xinh như trâm nhất là xinh như hà Đã, lúc bấy giờ lại bảo gì ạ you could feel hurt when doing that. Bạn có thể là cảm thấy đau khi mà làm thế đấy. Đúng không ạ? Nhưng lúc bấy giờ là gì ạ? à đây là bạn ấy bóp hộp cuộn giấy thôi nên mình chắc chắn là có thể đau nhưng mà cái khả năng đau rất là thấp đấy nhưng ở trên này là gì ạ bạn ấy bóp một quả cam cho nên là mình biết là có thể đau nhưng mà khả năng đau là cao đúng không ạ bởi vì là à, bạn ấy bóp một quả cam mà nhưng mà ví dụ như trên cùng đúng không ạ mức độ chắc chắn sơ từng này và mình dùng must này này chẳng hạn thì bà bảo là chẳng hạn bây giờ thay vì quả cam thay vì quả, cả cuộn giấy mà là bạn châm bây giờ bạn ấy cầm một cục sắt chẳng hạn và bạn ấy bóp ra sức bóp lấy bóp để này tay bạn đỏ tím lên Đấy, lúc bây giờ tuấn huy bảo you must feel hurt when doing that đúng không ạ thì lúc đó là gì mình chắc chắn trăm phần trăm là kiểu gì nó đau tay nên mình dùng must Đấy. Đấy, vì là thấy châm bà ấy nghiến răng nghiến cỏ tay thì cầm chặt như này bóp lấy bóp để Đấy. thì rõ ràng là must hurt Must feel hurt. Nhưng mà à, bà, bà ấy bóp quả cam nhé, quả cam thì bạn biết rồi nó cũng khá là mềm đúng không ạ? Vỏ mềm nhưng bóp có thể đau nhưng mà không có thể đau nhưng mà chắc chắn không chắc chắn không thể mức độ à, khả năng đau chắc chắn không thể cao bằng à, sắt. Đấy. Thì mình sẽ dùng là gì shoot. Đấy. Còn lúc bây giờ bà ấy cầm một cuộn giấy ăn, bà ấy bóp giấy bóp để ấy này, dù bà có nghiến răng nghiến cỏ đi nữa thì 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 thì, thì bà, ông huy ông ấy cũng bảo là gì ạ? <laughs> Chắc là mày chỉ cảm thấy đau Nhưng mà tao nghĩ chắc khả năng đau là thấp lắm lúc bây giờ là could Hoặc là might hoặc là may Tức là các bạn sẽ thấy là cái mức độ à, Chắc chắn Của cái phán đoán mình nó giảm dần Đúng không ạ? Bây giờ mình đoán nó là You might feel hurt Là còn thấp hơn nữa Đấy. May là cao hơn Could là cao hơn Nhưng vẫn chỉ là cao trong cái nhóm này thôi Đấy. Lên đây là cao nữa này Và kịch là lên trên đây Đấy, hiểu không ạ? Bao giờ mình thắc mắc xem là cái này chắc chắn hay không hay mức độ chắc chắn như nào thì hãy nghĩ đến bạn châm bóp các cái loại quả thì vừa bảo đúng không ạ? Đấy. Anh cho bà ấy bóp quả khề quả mít đi. Đấy. Thì thì chắc là 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 là, là biết là bà ấy must hurt hay là must feel hurt hay là must hay là should feel hurt hay là might feel hurt. Đấy các bạn nhìn này. Nhớ nhá, hôm sau cứ học bài này cứ nhớ đến cái ví dụ bạn châm bóp các loại quả cho thầy đó đúng không bây giờ cho bạn bóp quả thị xem thì quả thị đau hay là bạn ấy đau đấy rồi đấy là khả năng xảy ra trong hiện tại và tương lai thì dùng cút may may khả năng có thể xảy ra trong quá khứ thì dùng cút may may cộng với half cộng với phân tử hai cũng giống như ở trên đó, ví dụ như là Susan could have uh, could yeah, have got stuck in traffic có nghĩa là Susan có thể đã bị kẹt xe Đó, đá, đây là, là một cái phán đoán ví dụ bây giờ là bây giờ bạn bảo với bạn Trâm đúng không ạ hẹn nhau và hẹn thêm cả bạn Hiếu nữa đấy bây giờ bảo với Trâm gặp nhau nhưng mà không thể Hiếu đâu cả đấy bắt đầu và là, là uh, Hiếu thì là bạn Trâm bắt đầu nói là gì ạ oh, Hiếu could have got stuck in traffic nghĩa là Hiếu có thể là bị kẹt xe rồi, đấy. Nhưng mà dù là gì, ạ à? bạn trâm bạn chưa gọi điện cho hiếu, đúng không? Không biết là hiếu có mắc kẹt không. Đấy, nhưng mà bạn thấy bây giờ là là chưa thấy gọi gì mà thấy bây giờ trời giờ cũng giờ cao điểm, cho nên bạn đoán thế, đấy. Hay ví dụ bây giờ bạn hiếu bạn gọi điện vào làm, trâm ơi bảo ơi tao đến muộn nhé, đúng không ạ? Tao bị kẹt xe. Lúc bây giờ là sẽ nâng cái mức độ chắc chắn lên cao, đấy và là gì? À? Oh, à, hiếu. À, gì ạ? Should have stuck in traffic. Đấy. Và chẳng hạn như bây giờ thấy ông Hiếu, nhưng mà chẳng hạn bây giờ cái mức độ như thầy cũng đã đoạn nhá. Can thì nó cũng cao hơn nhá. Đây các bạn ghi thêm chữ can cho thầy này. Đấy. Shoot này thì cũng không nên dùng như này đâu. Cái này thầy sẽ nói cụ thể trong bài tập. đây này shoot này thì dùng đúng rồi này nhưng mà sút thế này shoot hết này thì các bạn là các bạn lưu ý cho thầy thêm một cái này nhé phải lưu ý thêm nhé should have thì nó đặc biệt một chút này để nói các bạn thầy thầy chỉnh lại màn hình một tí nó lại bị trục trặc à ôi có nhìn thấy gì không? có, khó nhìn tí nhưng mà vẫn nhìn được. nào should have này should have này còn sử dụng để nói về việc là nói về việc là trách ai đó lẽ ra phải làm gì mà không làm tức là họ đã không làm và đáng ra họ phải làm gì đó thầy giả sử như bạn uh... hiếu à. à, có người yêu à, giả sử nhé chứ bây giờ thấy chắc chăm ngoan thì khác không có đâu chưa có hoặc nếu có vừa yêu mà vừa học giỏi thế mới siêu Đấy. thì lúc bấy giờ là gì ạ qua ngày mùng 8 tháng 3 hôm nay mùng 10 tháng 3 rồi đúng không ạ nhưng mà bạn ấy lại không tặng hoa cho bạn gái bạn gái sẽ trách móc và trách móc là you should have send me flower đáng là anh phải gửi cho em ít hoa chứ đúng không Đấy hết 8 tháng 3 rồi mà không gửi hoa đó. thì coi như là bạn gái sẽ bảo là gì you should have sent me some flowers mày đáng ra phải gửi tao ít hoa à, anh đáng ra phải gửi em ít hoa đó. nhưng mà thực tế là anh đã không gửi qua 8 tháng 3 rồi đó. lúc bây giờ ông hiếu bà ông có thể là văn lên ông có bảo là rủi rồi em sinh như một đóa hoa rồi nên anh không thấy cần phải gửi hoa cho em nữa đó. thế túm lại là các bạn hiểu rằng should have verb p2 nó có một cách sử dụng nữa đó là để nói về việc đáng ra là phải làm gì mà đã không làm. Ví dụ như là các bạn trong lớp mình rất là chăm ngoan làm hết bài tập về nhà nhưng có những bạn là không làm bài tập về nhà đấy. Thì khi vào gặp học thức thầy thì bắt đầu mới bảo gì? You should have done your homework before coming to my class. Đang là mày đáng ra là phải làm hết xong bài tập về nhà trước khi vào lớp của thầy à, thế. Đó. Đấy, thì các bạn sẽ hiểu cái mức độ tăng dần là như vậy. Và cũng như là cái cách sử dụng đặc biệt của should have verb P2 này, các bạn nhớ ghi vào này. Thầy, thầy lấy cái ví dụ này cho các bạn xem lúc nãy thầy đang bảo là việc là ví dụ như là hiếu đúng không ạ? Khi nãy đang lấy ví dụ là ba ông kia hẹn nhau đúng không ạ? I might have stuck, got stuck in traffic, Đấy, tức là Hiếu có thể là đã bị 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 mắc kẹt trong giao thông, mắc kẹt trong giao thông tức là mắc kẹt xe, thì lúc bấy giờ nếu mà thầy chưa gặp Hiếu, Hiếu chưa gọi điện thầy thì thầy sẽ đoán như thế, nhưng bây giờ hạn như là Hiếu ấy, gọi điện thầy bảo là thầy ơi con bị kẹt xe à, thì lúc bây giờ thầy có thể nâng cấp lên là gì ạ Hiếu can uh, could này hoặc can này can have stuck got stuck in traffic Đấy. thì cái mức độ chắc chắn bây giờ là tăng lên Đấy hoặc là chỉ cần là cút đi cút để nó tăng lên đấy nhưng bây giờ thầy vẫn chỉ dùng cút thôi đúng không ạ chứ mình chưa chứ thầy chưa dùng must bởi vì lỡ là gì ạ? lỡ ông hiếu ông ấy chém gió đúng không ạ lỡ ông ấy không tắt đường nhưng mà ông ấy gọi điện bảo thế để 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 để, để thuyết phục thầy Đấy. chưa biết đâu nhiều bạn chẳng hạn như đang ngủ rất là ngon đúng không ạ vẫn gọi điện thầy bảo thầy ơi con tắt đường con đang đi trên đường mà con lấy nhưng mà thật ra là gì ạ con đang ngủ Đấy. thầy dạy các bạn sinh viên cho nên các bạn là rất là nhiều lý do đúng không ạ có bạn thì đang đi chơi với người yêu nhưng mà lại bảo với thầy là thầy ơi con đang à, con con đang con đang ốm ở nhà không đến trường được đấy nhưng mà cuối cùng là gì ạ cuối cùng là thấy tay trong tay đi ở trung tâm thương mại đấy, rất là nhiều bạn như thế cho nên là ở cái mức độ chắc chắn hơn thì chúng ta chỉ dùng cút half nhưng lúc bây giờ chẳng hạn như bây giờ bạn hiếu bạn gửi cho thầy à ảnh chụp đấy, giao thông rất là tắc không có đường nào đi ảnh chụp đấy, quay clip luôn không phải ảnh chụp vì sợ ảnh chụp cắt ghép mà À, à tôi là hiếu nhá tôi đang ở ngã tư này nhá đường đang tắc nhá không đi được nhá à lúc bây giờ thầy chắc chắn 100% thì thầy sẽ tăng cái mức độ lên và thầy dùng động từ khuyết hiếu must và dùng cái cấu trúc must have phân từ hai lúc bây giờ là phải chắc chắn 100% gần như 100% thì tin tưởng là ông hiếu ông ấy kẹt đó. nhưng mà để thầy nói vui thôi hiếu gần nói xin phép thầy thầy cũng sẽ ok thôi bởi vì là thầy biết là hiếu rất là thật thà đó rồi tiếp này chúng ta có khả năng có thể xảy ra trong quá khứ nãy và tìm hiểu này nhưng mà cái mức độ đây là không cao lắm này Đấy. tiếp theo khả năng giả thuyết xảy ra trong quá khứ giả thuyết nhé it's good thing you went to doctor or you could have become quite ill may ở mày đến may mày đã đến bác sĩ nhé nếu mày không đến bác sĩ thì mày đã có thể ốm hơn mày đã thể khá ốm Đấy. nhưng mà đây là gì ạ? đây là giả sử thôi đúng không ạ chứ không chắc chắn 100% vì thằng này không phải bác sĩ nhưng mà nói chỉ nói kiểu thấy là mày mày đến bác sĩ nhá mày phải đến muộn hơn là còn có thể ốm hơn nhưng cũng có những trường hợp mà đến muộn hơn mà 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 không ốm hơn Đấy. thì cái này mức độ xác, xác chắc chắn xảy ra quá khứ rất thấp ví dụ như là thầy uh... thầy mua một tấm việt lót đúng không ạ và thầy không trúng khi đấy thầy đã đợi chép miệng thầy tiếc rẻ với bố mẹ thầy bảo ui rồi con mà mua vé khác là con đã có thể trúng rồi đấy I may have won the lottery if I bought another ticket đúng rồi if I bought another ticket nói thế này thì ai cũng nói được nhỉ đúng không nói thế này ai chẳng nói được mua vé khác thì có thể trúng đúng rồi mua vé khác có thể trúng nhưng mà cái tỷ lệ trúng bao nhiêu đó, và có chắc chắn là chúng không, đó, cho nên chúng ta phải dùng mây là vì như vậy mức độ xác mức độ chắc chắn rất là thấp đó. đó, Em biết dùng cái này sẽ rất là, rất là tốt trong cái hội thoại các bạn ví dụ các bạn khi mà nghe thì người ta dùng các cái động từ khuyết thiếu theo cái mức độ mình sẽ hiểu là cái mức độ chắc chắn của người nói đó. cũng như mình muốn diễn đạt cái độ chắc chắn của mình đó. Thôi nói cho ví dụ cái này rất là thực tiễn nên nói cả ngày không hết đâu. Nên là nói cho các bạn một số cái điển hình. Must thì không dùng với câu nghi vấn nhớ nhá. Chẳng hạn như mình hỏi rằng là à, là liệu tôi có phải uống thuốc? Tôi có phải uống thuốc mỗi bữa ăn không? Thì người nói là do I have to nhá. Không dùng must I này nhá. Đó. Must không dùng ở thể to verb. B. Đấy, tức là không dùng I hate to must. Không có. Nghe rất là ngượng và không đúng nhá. Chỉ có là gì ạ? Động từ uh, semi modal vỡ ấy, động từ bán khuyết thiếu ấy thì mới có thể dùng được như này. Còn động từ khuyết thiếu thì không không có chuyện là, là 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 cộng với động từ trước động từ khuyết thiếu. À ví dụ như I hate too much này là không có. Vì must không phải là too much, không dùng như thế. Nhớ nhé, vì đây là động từ khuyết thiếu nó đặc biệt hơn. Sự khác biệt giữa mất don't hoặc doesn't have to này need to này. Ví dụ, you mustn't do that là bạn không được làm điều này trong mọi hoàn cảnh. Đó, cấm. Ví dụ các bạn sẽ thấy là gì ạ? Thầy giáo khi mà nói các bạn khi đi thi uh, you mustn't cheat, mày không được gian lận. Không phải là mày không phải gian lận đấy ạ, mà là mày không được gian lận. Mày bị cấm gian lận. Mày mà gian lận là bị đuổi. Đó, À, chẳng hạn như bạn muốn, muốn nói rằng là không phải á, tức là bạn lấy thì là gì ạ? Thì dùng don't have to do that Nó khác nhau, sắc thái nghĩa khác nhau nhé. Thầy lấy ví dụ. Thầy ví dụ như bây giờ thầy đến nhà bạn à, à, bạn bạn Huy chẳng hạn, đúng không ạ? Bạn rất là hiếu khách, bạn rất là nhiệt tình. Đúng không ạ? Thì bạn lấy cho thầy cốc nước, thầy kiểu khách sáo thì bạn, "Oh, Huy, you don't have to do that." Huy ơi mày không phải làm thế đâu Đấy Nhưng mà gì ạ Bạn Huy đưa thầy cốc nước Thầy vẫn cứ uống lấy uống để Đấy nghĩa là gì ạ Bạn ấy không phải làm Nhưng mà bạn ấy Làm thì cũng không sao Làm thì càng tốt Ví dụ thầy bảo là gì ạ Các bạn này về làm cho thầy 10 bài tập Làm bài 10 bài tập Đấy Trên tổng số 20 bài Nhưng mà bạn nào mà gì ạ Thầy bảo là chỉ cần Bạn chỉ cần làm 10 bài thôi nhé Bạn không cần phải làm 20 bài you don't have to do all 20 homeworks. Nhưng mà một bạn bạn rất là chăm chỉ bạn vẫn bảo thầy là, thầy ơi, con làm hết 20 bài được không? Là, ok, tuyệt vời quá. Đấy. nhưng bây giờ chẳng hạn thầy thấy rằng những cái bài này nó độc hại ở các thứ. Thế bảo là you mustn't do 20 homeworks. Thì lúc bây giờ là gì ạ? Mày có làm 20 bài thì thầy sẽ phạt. Đấy, tức là bằng mọi cách bạn không được làm 20 bài. Đấy, còn đấy là mất dần nhé là cấm. Còn hát chưa nha. và gì ạ? mày mà làm hai bài tao rất hoan nghênh. Đó. bạn có thể làm nhưng không cần thiết. Còn một bên là bạn không được làm như thế. Ví dụ em đi lên lăng bác cũng thế đúng không ạ? Sẽ thấy có những khu vực là gì ạ? No tree passing, à, restricted area, no, uh, no tree passing, à, khu vực hạn chế không được vào à? Vào. Thì có như các bạn là vào những cái chỗ đấy là không được. À không phải là được hay không mà là không được à. còn trường hợp gì ạ don't have to nghĩa bạn không phải vào đây nhưng mà bạn vẫn có thể vào nếu bạn muốn chẳng hạn như đi đến những cái điểm tham quan là có 10 điểm nhỉ? bạn không phải xem hết 10 điểm đâu bạn không phải xem hết 10 điểm đâu nhưng mà bạn xem được 10 điểm thì càng tốt tất nhiên là trong khu vực tham quan sẽ lại có những chỗ không được xem nhé lại sẽ có những chỗ mơ dần nhé Đấy, phải nói thế không không sao là thầy Hoàng bảo là là những cái chỗ nào vẫn có thể được vào xem và cứ vào tới đến là không được phải theo hướng dẫn viên nghe chưa rồi ví dụ một này là tiếp tục này rồi chúng ta có need and have Với p hai thì là nói về diễn lớn tả hành động là không cần làm nhưng đã làm Đấy, đã xảy ra còn need and have chưa là à, liên quan hành động chưa chắc đã xảy ra Đấy. nhưng mà trong quá khứ ví dụ I need and have gone to the doctor tức là bạn không cần phải đến bác sĩ đâu tôi đã không phải đến bác sĩ đâu nhưng mà tôi đã đến và không cần thiết còn I didn't have to go to the doctor because I suddenly felt better nghĩa là gì? tôi không cần phải đến bác sĩ và đúng là tôi đã không đến thật nhớ nhé theo sau need thì có thể là verb in trong một số trường hợp I need to sterilize the syringe đồ ai biết syringe này có nghĩa là gì Minh Hà biết syringe này nghĩa gì không? Con thời là con chưa biết ạ. Đã bao giờ nghe cái từ syringe chưa? Syringe à? Ờ, syringe ấy. Syringe tôi <laughs> rồi. Là, rồi. là kim cái bơm tiêm. kim tiêm ấy đúng không? Thì trong tiếng Pháp nó là cái syringe ấy. Đấy, và tiếng Việt đã nhập về thành cái xi lanh. À, nhưng mà tiếng Anh ấy cũng viết như thế nhưng nó đọc là syringe có nghĩa là bơm kim tiêm, bơm kim tiêm để nốt vào này. Em tưởng là inject chứ thế? Inject là hành động tiêm, hành động tiêm, inject đúng rồi rất tốt, rất nhớ bài inject có nghĩa là hành động tiêm kiểu nhét vào ấy, nhưng đó là hành động, injection là sự tiêm, đúng không ạ? Nhưng vấn đề là Bạn muốn tiêm thì bạn phải có tiêm. Phải có cái gì mới tiêm được Siren. Đúng rồi Phải có syringe Trên Syringe nó là như là một cái phương tiện để bạn làm Bạn inject You need a syringe in order to inject Medicine into human body Đấy Chứ nếu mà bạn tiêm bạn inject Nhưng bạn không có syringe thì bạn định Bạn làm cái gì Chả lẽ lấy cái thì anh thấy đang có cốc này này, này đó. Thì nó có cái ống này này, rất là to này. không có bơm kim tiền thể dùng cái này. Đó. Sterilize này có nghĩa là sát trùng, sát khuẩn. Khi nãy thầy đang định hướng dẫn các bạn đoán là nếu mà không biết syringe là gì thì phải biết xem syringe là cái gì mà cần phải sát trùng, sát khuẩn. Đấy. Chẳng hạn như là tôi cần phải sát trùng cái syringe này cái syringe này à, tức là phải phải sát trùng cái syringe này trước khi tiêm Đấy. thì chúng ta có thể viết lại là gì ạ the syringe needs sterilizing à ở đây chúng ta thấy nít cộng verb in Đấy. cái syringe cần được sát trùng vậy cái câu ở ví dụ này có nghĩa như thế nào có nghĩa gì đặc biệt thầy mời thùy trâm Rồi, Trâm cứ suy nghĩ thêm. Thầy mời Huy nào. Câu ví dụ đằng dưới có gì đặc biệt? So, uh, this series needs uh, sterilizing, yeah? Ừ, um, sterilizing này này. Uh, con cũng không biết được. Dịch lên đi. Uh, cái xi lanh này cần sát khuẩn Ừ, cần được sát khuẩn bị động này chính xác đúng rồi bị động cái xi thì không thể tự sát khuẩn nó được nó phải cần được sát khuẩn vậy chúng ta có rằng nếu bị động và với nít thì có thể dùng nít cộng vấp in và nít cộng vấp in với nghĩa là cần được làm gì đó Thầy lấy ví dụ Đây thầy sẽ thêm bảng cho các bạn để thầy vẽ Thầy giáo sẽ lấy ví dụ như sau This tree need watering cái cây này cần được tưới nó đơn giản vậy thôi đây sẽ dịch là gì vậy? cái cây cần được tưới thế ví dụ bạn muốn nói cần được làm gì đó cần làm gì đó cần được làm gì đó nhớ nhắc nghĩ ở đây nhá, nít cộng vấp in này sẽ nghĩa là cần được làm gì đó thì sẽ dùng nít cộng vấp in để nghĩa là nít cộng là gì đó thầy ví dụ như là gì ạ nhà bạn khang nuôi một con chó đúng không ạ và giả sử thôi ví dụ thôi đó thì là gì ạ? con chó nhà bạn ấy cần cắt lông hoặc là thôi dùng cái từ khác này con chó cần được ăn đấy thì mình sẽ bảo gì ạ? this dog needs feeding đó Đấy, nhớ nhé cái nghĩa này nít cộng vớp bình nghĩa là là bị động nhá nghĩa là cần được làm gì đó rồi trên đây là hết các cái kiến thức về ngữ pháp chúng ta sẽ học sang một số từ vựng rất là quan trọng từ vựng một đó là spot có nghĩa là các cái đốm chấm trên cơ thể Đấy. hoặc là tàng nhan ấy, người ta cũng dùng cái từ spot này này chắc các bạn còn bé không biết tàng nhan là gì tiếp tục chúng ta có grounded có nghĩa là mắc cạn không thể bay đi Đó. không thể bay hoặc không thể đi ví dụ chúng ta thấy có những con tàu đúng không ạ lên bờ và sao lên vùng biển sao bị mắc cạn các bạn học lịch sử có nhớ sự kiện gì xảy ra vào năm một nghìn năm chín không? đúng rồi rất tốt các bạn đều là những con ngoan trò giỏi rất tốt đúng rồi ạ à, ông nô quyền đúng không ạ nhà quân sự tài ba đã lợi dụng cái thủy triều nước thủy triều lên và xuống đúng không ạ và từ đó là bẫy uh, bẫy thuyền đúng không ạ của quân địch vào và khi mà nước rút thì những con thuyền đã bị crowded đã bị mắc cạn chính là từ này thầy nói nửa anh nửa việt như thế để các bạn dễ nhập cái từ mới vào nhé thầy nói thuần anh quá thì các bạn đôi lúc cũng chưa 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 kịp đúng không? nhiều bạn sẽ không kịp mà nói thuần tiếng việt thì lại không vận dụng được cho nên đôi lúc là gì ạ phải hybrid mình phải kết hợp cả anh cả việt vào như thế không phải là gì thầy xính ngoại đâu đúng không ạ nếu mà không phải trong giờ tiếng anh thì thầy không phải thế làm gì nhưng mà để làm thế thì các bạn gì ạ rèn luyện để cách sử dụng cái từ vựng đó, đó grounded là như vậy mắc cạn. Cautery. Cautery nghĩa là dao muỗng nghĩa nói chung. Rồi chúng ta có một cái cụm mà một cái thành ngữ rất là hay này. Mountain of a molehill. Nghĩa là chuyện bé mà xé ra to. Mountain of a molehill Có nghĩa là chuyện bé mà sẽ ra to. À, chẳng hạn bây giờ bạn bảo là, là gì ạ? À, chẳng hạn như bây giờ bạn à, bảo chẳng hạn, đúng không ạ? Thì bây giờ bạn cãi nhau với bạn, đúng không ạ? Và bạn thốt lên, trời ơi, it's just a mountain of a molehill. Nghĩa là chỉ có chuyện bé mà sẽ ra to. Đấy à, nhớ nhá, cái thành ngữ này hay dùng nhá landed on my arm có nghĩa là té gãy tay <laughs> tức là bị ngã ấy. một bạn đã cho thầy biết land có nghĩa là gì đi đáp xuống đúng rồi đáp xuống hạ cánh đấy nó có cái phim hạ cánh nơi anh ấy. biết phim đấy không crash landing ấy con nghe rồi đó thì cái landing có nghĩa là hạ cánh đáp xuống đấy mà đáp xuống bằng tay thì chả khác gì là gì ạ bạn cứ hình dung đi bọn anh nó cũng rất là bọn anh nó sẽ rất làm gì ạ nó sẽ dùng rất là dễ hiểu Nó rất là trực quan thôi Ông hạ cánh bằng tay đúng không ạ Ông ngã xuống Ông lấy tay đỡ này Tức là ông hạ cánh bằng tay Thì nghĩa là ông ngã gãy tay hay gì nữa? Mâu hưu là chuyện bé ở thầy Mountain of a mâu Có nghĩa là chuyện bé xé ra to Nhưng à... mâu hưu bình thường là chuyện bé ở thầy Không Mâu hưu nó lại khác Đã bao giờ Bạn bao giờ Gì nhỉ Có biết con chuột chú yêu không xem nào biết con chuột chủ yêu không các bạn đây chắc là không biết là có bạn xem cái phim hoạt hình nào. có biết cái phim hoạt hình Kim Possible không chắc thế hệ này không biết phim đấy ai à, nghe con chuột chuột Đấy là những con mà sống ở dưới đất Và Nó chui... đúng rồi trong cái phim Kim Possible ấy nó có một cái con naked mole rat ấy có nghĩa là con chuột chuối khỏa thân ấy có ai biết phim đấy không nhỉ? không ạ không phải chưa nghe bao giờ à? đúng rồi đấy bạn phân tích đúng rồi chuột chuỗi là cái con mà nó nằm trong đất ấy nó sẽ đào nó sẽ đào trong đất cái đào trong các cái út đất lên ấy để, để, sau đó nó làm tổ ấy thì cái đấy gọi là cái tổ của con chuột chuỗi nó là cái mô hưu thầy sẽ vẽ lại cho các bạn cái như này này cái này là mô hưu này thì lúc bấy giờ các bạn sẽ thấy rằng là cái mô hưu nó rất là nhỏ ừ. Đấy. cái út đất mà khi con con chuột chuỗi nó làm tổ ấy ạ nó cùi nó chui chui rồi nó đào một cái út đất đấy ạ Đấy. nhưng mà chúng ta lại gọi là mountain of a mohill tức là từ um, từ cái hưu là một cái chuyện tức là một cái út đất rất là nhỏ này Đấy. và mà mày lại gây ra thành cái cái, cái, cái. tạo một ngọn núi Đấy. từ cái mâu hưu này nghĩa là có phải là gì bạn làm trầm trọng hóa vấn đề không đây chỉ là một cái ấy thôi mà bạn lại nói như một quả núi thế là, là rõ ràng là bạn đang nói quá rồi tiếng anh nhiều khi nó cũng rất là dễ hiểu vậy thôi Đúng không? người ta cũng rất là trực quan sinh động chứ nếu hỏi thầy là mâu hưu về chuyện nhỏ không thì không phải mâu hưu nó là tổ con chuột ý đó nhưng mà cái câu thành ngữ đó nghĩa là chuyện bé thấy ra to bởi vì từ cái mâu hưu mà mình làm ra một ngọn núi hay mình kêu nó là ngọn núi thì rõ ràng là quá là kinh khủng nào năm có nghĩa là bị tê Đấy. in agony có nghĩa là cơn đau đớn trong cơn đau đớn forehead thì quá đơn giản rồi chán Tức, bọn anh thì nó rất là đơn giản thôi đằng trước đầu forehead có nghĩa là chán à. headmaster là hiệu trưởng candle là nến hoặc đèn cày cái này hỏi bố mẹ disposable plate có nghĩa là đĩa dùng một lần để vứt đi đấy các bạn sẽ thấy trên mấy cái túi dùng một lần này exhausted nghĩa là kiệt sức và get to left feet có nghĩa là không có năng khiếu nhảy khiêu vũ thể thao nghĩa là hai chân như thừa ra ấy đó. Rồi, các cái từ vựng này có gì thắc mắc thầy không? Ừ. Ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ luyện tập một tí trước khi nghỉ nhá. Các bạn làm thầy bài A và bài B nào. Nào các cháu làm đến đâu rồi? Làm xong chưa? Thầy hỏi một, tí một chút làm các bạn hôm nay học bài thầy khó không? Có tiếp cận được không? Tiếp thu được không? Em được. Bình thường đúng không? Khó. Hơi khó, ok. Hơi nhiều đúng rồi. Nên thầy đã cố gắng thứ nhất là giảng chậm tạo ra nhiều khoảng khoảng lặng cho các bạn nghiên cứu cũng như là các ví dụ là thầy lấy thật sự là thực tiễn nhất, thực sự là gần gũi với các bạn nhất. Đó. Điên sẽ vẫn không thể tránh khỏi những cái khó, những cái 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 sự khó khăn đó thật sự là thế. Thì các bạn cố gắng. Có những cái khi mà thầy giáo dạy các bạn lớn, các anh chị đại học mà các bạn cũng còn chưa tiếp cận nhanh bằng các các em đâu. Đó mặc dù các bạn này hơn các em gần 10 tuổi Đó. nên các bạn phải thấy tự hào Thầy ơi, thầy chữa bài đi, thầy mai con đi học. Rồi, ok bảo. Nào, chúng ta cho các bạn một phút nữa để thầy chữa bài. Kỳ ừ, vọng ôi chát rồi này. Rồi gửi vào ô chat luôn Tự nhiên em lỡ xóa rồi thầy ơi Thôi rồi, rồi Toàn không? Ok thôi rồi thầy sẽ chữa Trực tiếp vào ở đây luôn cho các bạn luôn này bài hơi khó một chút nhá thì cũng cố gắng nhá thầy ngày xưa à, khi mà thầy bắt đầu học tiếng anh ấy, cứ là hồi còn bé giống như các bạn ấy thì thầy giáo như các bạn thôi đúng không ạ khó thầy cũng thấy khó đấy nhưng mà quá trình học thì thầy cố gắng đúng không ạ mình nghiên cứu nghiền ngẫm hơn thì nó sẽ dễ hơn nên khó thì ai cũng khó thôi ai mới học mà chả khó ở các con Nào, chúng ta bắt đầu vào uh, bài tập đầu tiên. Nào, bây giờ thầy khuyến khích tinh thần phát biểu tự do nhé. Ai biết câu nào thì mở mic lên nói luôn nhé, không cần thầy gọi nhé. Cực chẳng đã thầy mới phải gọi nhé. Nào, câu một sai ở đâu? Ah, uh, speak ừ, rất tốt. Động từ khuyết thiếu thì không cộng với chú vớp mà cộng với vấp bè thôi. Câu hai. Đúng rồi ạ. Ừ. Câu 3. Be able to. Ừ, rất tốt. Đấy, cái này tốt. Có bạn nào không hiểu thì nói thầy nhá. Câu 3 ở câu 4. Good. Ạ. Ừ, rất tốt. Good. Hoặc À, câu 5 đúng rồi. Ok nào từ từ nào câu câu ba nào câu câu bốn nào could hoặc was be able to đều được chấp nhận nhé bởi vì lúc nãy chúng ta học rồi riêng đối với những cái khả năng trong quá khứ thì could hoặc was be able to thì khá tương đương nhau Đấy. câu năm bạn thấy đúng rồi à vâng các bạn đây đã học uh, câu điều ước chưa học câu I wish chưa? À, à. I wish à cái gì á? ờ tôi ước gì á? đúng rồi rất tốt ai mà nói cút đấy. Ừ. đấy đấy rõ ràng là con làm được chỉ là con vội vàng mà đôi lúc là mình hấp tấp mà sai đấy, nên bạn cần phải cẩn thận hơn. Đấy, bạn cả lớp mình các bạn rất là thông minh thật sự là thế thầy chưa dạy lớp nào mà thông minh như này thầy chưa dạy lớp nào thông minh như này Đấy, thầy cũng tâm sự thế các bạn đây toàn là gương mặt sáng sủa rất thông minh Đấy, học tiếp thu nhanh nhưng phải cẩn thận Đấy, phải phát huy những cái điểm mạnh mình và cũng như là phải 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 triệt tiêu những cái điểm yếu của mình Đấy, ví dụ như không cẩn thận câu 5 này là if only này nó sẽ bằng gì ạ I wish Đấy, ước gì if only này sẽ là bằng với I wish có nghĩa là giá như Đấy, cái này các bạn đã được học rồi giá như giá mà đúng ạ giá mà tôi có thể mua được cái 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 váy đó cái áo đó váy áo đó thì giá mà nghĩa là rõ ràng đây là hiện không có thật ở hiện tại nên mình phải giả định Đấy mà giả định thì khi nãy chúng ta đã học rồi đây này. Đấy. Giá như tôi có thể mua được cái váy đó. Giá mà giá mà xào với thịt bò rất là ngon, đúng không? Thì đây nó vui thế. Câu 5 nào. À câu 6 nào. Ừ. Câu 7. À half gọn. Ừ rất tốt. Các bạn khác cũng thế chứ? Câu 8 nào. uh I will be uh, able to Ừ thật ra câu này đúng rồi, I wish I could bởi vì các bạn biết là nó chính là cái câu giả định khi nãy thầy bảo đấy. Đúng ạ? Bạn xem câu 5 làm như nào thì câu 8 cũng làm như vậy Thế nên câu 8 là đúng Hiểu không nhỉ? Vâng ừ, Câu 9 Gia bảo Sao tàu ngầm đấy? Minh Hiếu Khang Trâm Hà Sao Hà tắt đèn đấy? Ờ hiểu rồi đi. Con nghĩ là ờ uh, ờ uh, table. Ừ đúng rồi. Phải mạnh dạn nói sao được không thầy? Hả? Alo được không thầy? Gì cơ? con dùng trong cái chỗ đấy con dùng alo đúng Ở lâu như này hả? Vâng. Thật ra thì chúng ta đang tìm hiểu về thì về động từ khuyết thiếu nên chúng ta sẽ chỉ phân vân và be able hoặc là can thôi. À. Nhưng mà allow thì thầy nghĩ cũng được bởi vì nó cũng thỏa mãn cấu trúc ngữ pháp. Bản thân able dùng được thì allow cũng dùng được nhưng mà nghĩa nó sẽ khác nhau. Nghĩa nó sẽ khác nhau nhé nghĩa là khác nhau nhé, cho nên là tại sao ở đây thì các bạn nếu mà dùng allow đấy thì cũng được nhưng được ở đây là thỏa mãn về ngữ pháp có nghĩa dùng nó là đúng cấu trúc, à, nhưng ở đây mình không dùng allow bởi vì nó là nghĩa khác nhau, nó là nghĩa khác với cái đề bài rồi mà ở đây chúng ta phải viết lại cho nó đúng tức là tôn trọng cái đề bài nghĩa là chỉ có sai ngữ pháp đâu để sửa lại nó. Đó. Nhưng mà nếu mà ở ngoài ấy, mở rộng ở ngoài ấy, hoặc là những cái câu bạn đặt đấy thì bạn có thể dùng allow được. Đó. Nhưng hãy nhớ rằng nghĩa là khác nhau nhé, khác nhau nhé thầy. Gạch đây không sao lại thành 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 thành, thành. <laughs> tài liệu của thầy Hoàng. Đó. Hiểu không ạ? Đó. Allow thì được nhưng với những cái hoàn cảnh khác còn ở đây thì phải dùng able vì chỉ có able mới phù hợp nghĩa là có thể. Còn allow là gì? Được cho phép. Nghĩa khác không? Khác. Nào tiếp nào. Câu tiếp theo. Câu 10 nào. Hà ơi câu 10 chọn gì? Làm gì? Con thầy là play. Vậy. Ừ, rất tốt. Đấy. Nói chung là cái này ngữ pháp thì ông hoàng ông ấy giảng thì thì cũng chỉ có thế thôi. Nghĩa là mình chỉ có ngữ pháp mình công thức mình cứ lắp vào là giống như toán thôi. Chả gì khó khăn này, chả gì kiểu phức tạp ở đây à Nào sang bài 2 là chúng ta làm nhanh nhá, bài B nào. Một. em Hử? Ừ? Em. Ken à. Thật ra thì câu này cả hai cái đều được chấp nhận nhé bạn nhớ đề bài ở đây này. If both options are correct, circle both. Ở đây thì could cũng được và can cũng được đúng không ạ? bạn bảo sao? Could nó lịch sự hơn. Hứng, bạn nói sao? Chính xác. Rất tốt. Could thì lịch sự hơn. Đấy. Đấy. nhưng mà nếu mà ông thô lỗ thì cũng vẫn được nghĩa là 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 dùng cút thì tốt hơn ạ nhưng mà dùng ken cũng được chỉ là nó bất lịch sự hơn đấy cho nên chúng ta hiểu với nhau điều đó chẳng hạn có những ông ông ấy không lịch sự thì lấy là quyền là ông ấy là câu hai nào uh, were allowed allowed, to... uh, were allowed. rất tốt câu ba đúng rồi could hoặc Google lao cũng đều được, được chấp nhận nhé bởi vì trường hợp này thì chúng ta thấy là à, được cho phép về và có thể về thì nó trùng nhau Đó. bởi vì trong quá khứ câu 4 nào Should. đúng rồi shoot, rất tốt nó nên được à, nên chúng bạn nên tôi nên câu 5 nào Uh, ought ừ. Câu 5 thì ought to hoặc should đều được chấp nhận vì cả hai cái này đều có nghĩa là nên. Ought to có nghĩa là nên nhá. Bằng với should nhá. Và bằng với nên nhá. Nào câu thảo nào. shouldn't, bạn không nên. Ừ. Vậy chúng ta có should có nghĩa là nên ấy, thì shouldn't talk là không nên. Đây là lời khuyên. Câu 7 à. Should right. Ừ, um, should have written. Đáng ra mày phải viết hai bài nhưng mà mày đã viết một, lẽ ra mày phải viết hai bài. Giống như hôm trước thầy nói đấy. Lẽ ra 8 tháng 3 là phải mua hoa. Nhưng mà cuối cùng không mua ví dụ trường hợp này là cuối cùng chỉ viết có một bài câu 8 nào? cả hai câu 8 nhận gì? cả hai. Uhm, tại sao cả hai? cả hai có bằng nghĩa nhau không mà cả hai? Sút có nghĩa là nên đúng không ạ? Ví dụ như là à, bạn nên à, nói chuyện như thế này bạn thấy kia à, Nhưng mây thì nó còn có một nghĩa nữa là Mang tính về sự cho Cho gì nhở? Okay. Đúng rồi Ví dụ như thôi thầy đến nhà bạn à, Hà chẳng hạn đúng không ạ Đấy, Bây giờ hỏi là tôi có được dùng nhà vệ sinh của bạn không Đấy, Mình phải lịch sự thế May I use your restroom? Đó, thì bạn Hà có thể vào cho hoặc không cho. Đấy là là sự cho phép. À câu 8 là gì ạ? Grounded này có nghĩa là bị cấm túc này. Khi bạn cấm túc thì bạn có được ra ngoài hay không? Không đúng không? Cho nên là gì ạ? bạn không thể ra ngoài bạn không được ra ngoài tối nay vì bạn biết là bạn đã bị cầm túc mà hiểu không các cháu có rồi câu chín nào thì... rồi câu chín thì been waiting này. hoặc là waited đều được chấp nhận nhé bởi vì là Uh, ở đây thì ngữ cảnh không cụ thể Cho nên bạn dùng được cả hai Vì ta có là should have wait Là Đáng Đáng ra Diana phải chờ à, Còn should have been waiting Đáng ra Diana phải đang chờ à, Thì hai cái đấy được chấp nhận Câu 10 bin Been doing thì các bạn sẽ thấy có chữ gen này này gen này là lúc đó à, bạn bạn đã làm gì ở câu ở công viên đáng ra bạn phải đang làm bài tập lúc đó chứ tại sao bạn khi đấy đang làm gì ở công viên ấy đáng ra khi đấy bạn phải đang làm bài tập chứ 11 Ken. kiểu cũng là nói về sự cho phép đấy bạn có thể mở cửa sổ ra nếu như bạn quá nóng đúng không ạ ví dụ thầy đến nhà hà đúng không ạ mới đến nhà bà ấy Đấy, không, không tự tiện đâu phải hỏi xem là có được mở cửa sổ không đó nào hôm nay chúng ta học kết thúc tại đây nhá các bạn có gì thắc mắc thầy nữa không ờ ừ, thầy chào các con chúc con ngủ ngon học tốt ừ, chào các bạn tốt nhá ừ, thầy chào các bạn